Bà Nguyễn Thùy Nhung đặt câu hỏi, viên chức đã nghỉ việc, sau đó cơ quan mới phát hiện người này có hành vi vi phạm Điều 19, Nghị định số 112/2020 Nghị định Chính phủ. Vậy cơ quan có tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với người này không? Trường hợp nêu trên có được tham gia thi tuyển công chức, viên chức tại cơ quan khác, trừ cơ quan đã xin nghỉ việc hay không? Liên quan đến câu hỏi của bà Nhung, Bộ Nội vụ cho biết người không còn là viên chức thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức, được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, quy định tại điểm G khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức, nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo. Theo đó, nếu người dự tuyển đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì được đăng ký dự tuyển viên chức.